Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại học tiếp theo bài số 29 hướng dẫn chăm sóc social. Thì cái chăm sóc social thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở trong phần tài liệu rồi, và cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký như thế nào, rồi cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách là khai báo nó trong phần Gemma rồi. Thì khi mà các bạn khai báo trong Gemma rồi á, thì lúc đó công việc của các bạn bây giờ là chăm sóc nó để cho nó hoạt động tốt, cũng như là nó có được một cái sự tương tác và có được sự phát triển ở trên social. Thì từ đó Google mới lấy dữ liệu ở trong phần Gemma hỗ trợ ấy, nó sẽ cào dữ liệu từ social về và sẽ đánh giá cái độ uy tín của website của các bạn ha. Thì các bạn hôm nay mình sẽ nói chi tiết về cái phần mà chi tiết cho các bạn cái phần mà chăm sóc như thế nào cho nó phù hợp và nó đúng nhất. Một cái social thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng có những cái phần như đăng bài tương tác và đăng bài thường xuyên cũng phải index nó. Thì các bạn lưu ý nè, mình lấy ví dụ những cái mà hay dùng đi ha, như Twitter nè, LinkedIn nè, rồi Facebook nè, Facebook Fanpage nha các bạn. Thì những cái này và YouTube nữa các bạn, và những cái kênh social này các bạn khai báo trong Gmail rồi, thì bây giờ các bạn cần phải hoạt động đăng bài thường xuyên ha. Đăng bài thường xuyên và bài đó cũng phải có tương tác, cần phải kéo tương tác trên cái bài đó rồi, và các bạn cần phải được index nữa, index cái phần đó. Các bạn lưu ý nè, khi mà các bạn đăng bài á thì hạn chế cái việc là copy cái link share lên ha. Các bạn ví dụ như mình đăng nhập vô cái đây, như thằng Twitter, như Twitter đi ha, thì sẽ có, nó sẽ có đăng nhiều cách đăng các bạn, nhất là viết đoạn này hướng dẫn khai thác trong sale thế ạ. Đó, ví dụ như sang công ty mình nguồn đó, ví dụ mình đăng như vậy là một cách đăng ha, mình đăng lên đó. Rồi cách thứ hai mình có thể đăng như là mình sẽ đăng hình ảnh lên, mình sẽ tìm hình ảnh mình đăng lên, ví dụ như để mình xem có hình ảnh nào không nhỉ. Ok, không có hình ảnh, đăng hình ảnh lên, hoặc là các bạn nào đăng bằng text không đó. Hạn chế vì ví dụ như bạn đừng có copy như vậy nè, bắt lên thì nó không hay ha. Ví dụ như ở trên thằng đây, để mình lưu ảnh lại đó, hình ảnh đăng này. Đây, ví dụ như mình đăng theo kiểu là hình ảnh nè, hướng dẫn này, cái gì đây, đăng tin lên Google việc làm. Các bạn Twitter thì nó không cho mình viết nhiều ha, mình viết ngắn thôi, kèm hình ảnh đó, mình đăng lên và kèm link nữa các bạn. Đối với Twitter thì nó có những cách như vậy, còn bên LinkedIn nó cũng tương tự ha, cũng ảnh nè, video nè, các bạn nếu có video bạn đăng lên luôn, và bài post bình thường ha. Thì bên LinkedIn nó có phần công ty, các bạn kéo xuống dưới nè, đó là cái bay thôi này. Đây, ví dụ như là công ty mình thì mình sẽ có cái fanpage trên LinkedIn, các bạn khai thác con này rất là mạnh đó. Đó, mình cũng đăng bài lên đây này, hướng dẫn sale website thương mại điện tử này, bây giờ mình đăng bài là Google việc làm đi, đó tạo Google việc làm này. Đó, ví dụ như vậy ha, mình sẽ đăng lên đó. Bạn đảm bảo được là cái tính thường xuyên, đăng bài thường xuyên, những bài này cố gắng kéo tương tác, và bài này được index. Index là sao? Nghĩa là cái bài này các bạn cho bấm vào phần ngày giờ đăng á, sẽ có cái link này đó, các bạn copy cái link này bỏ vô cái phần tool index mà mình đã hướng dẫn cho các bạn lúc đầu rồi đó. Những cái video trước mình đã hướng dẫn cách index link đó, thì các bạn lấy link này mà submit lên Google để cho index lên này luôn. Google sẽ tính cái link này index và link này dẫn về website của mình. Thì những một số cái social nó không được index thì cũng không sao, tại vì khi mà các bạn đã khai báo cái link profile này trong cái phần schema rồi thì nó sẽ tính luôn trên cái hoạt động trên social và dẫn về website của mình ha. Và khi bạn đăng, lưu ý mình gắn thêm những cái hashtag vào nữa nha các bạn. Đâu để mình edit cái bài này này. Ok, chưa, không có edit thì mình sẽ đăng mới đi. Nó khi bạn muốn ví dụ như gắn hashtag là bình tĩnh này, hoặc là học sale này. Đó, gắn cái hashtag tên công ty của các bạn ha, cái thương hiệu của bạn á, KT City nè. Ok chưa? Ví dụ như vậy. Ok, thì gắn hashtag này để cho Google nó ví dụ như khi mình kích vào cái hashtag Google thì những bài viết liên quan tới mình nó sẽ xuất hiện. Mà đó là cách mà bên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn khai thác cái hiệu quả của việc khai thác cái social này ha. Thì lưu ý này, những có một số lưu ý sau. Thứ nhất là đăng thường xuyên, đăng bằng nhiều cách, hạn chế share link, có nghĩa là đừng bắt link xong rồi thôi, phải được Google index ha, phải được Google index, và nhớ phải khai báo cái profile này trong cái phần schema nha, chứ đừng có tạo không thì nó không không giá trị gì nhiều. Ví dụ như các bạn search tên công ty của mình nó sẽ ra nè. Đó. Nên các bạn thường xuyên các bạn nên tải những app về, những app social này về ha. Khi mà những app social này về á trên điện thoại và chăm sóc nó hàng ngày thì nó rất là tốt. Đây bạn thấy nè, như thằng Facebook này, LinkedIn này, rồi Medium này, những thằng mạnh này, rồi GitHub này, Wikipedia này, đó rất là nhiều thằng mạnh ha. Twitter này các bạn, Twitter được index này các bạn. Ok chưa? Xong một. Đó, một số cái thằng thằng mạnh nó sẽ được tốt. Thì mình làm sao mình chăm sóc được những cái thằng social của mình, những social của công ty mình, cái thương hiệu của mình. Như vậy nó mới tốt được. À, thì Google nó sẽ tính được là thương hiệu của bạn hoạt động nhiều trên internet, được nhắc đi nhắc lại nhiều trên internet,
và nó sẽ xếp hạng, ưu tiên xếp hạng những cái thương hiệu được nổi tiếng ha. Trên Facebook cũng vậy các bạn, Facebook mà các bạn nhắc nhắc nhiều về cái tên của mình, không nhất thiết là phải để lại cái link, nhắc cái tên là được rồi. Là khi đó Google, Facebook, Google sẽ quét dữ liệu và nó sẽ hiểu được là cái thương hiệu của bạn đang được nhắc ở một cái nơi nào đó, Twitter hay là LinkedIn hay là Pinterest, và rất là nhiều đó, thì rất là có lợi cho cái thương hiệu của bạn, từ đó mình làm sale nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là những gì muốn chia sẻ cho các bạn về cái phần social, hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình các bạn làm SEO. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những bài học tiếp theo.